khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Tại giờ em sẽ từ chối nên anh mới cắt ra tâm tư lòng này. Anh đã đi hết một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi, muốn kể cho em.